Đây là màn hình chính của điện thoại của chúng của tôi anh chị ha. Thì nó rất là nhiều ứng dụng, điện thoại của anh chị cũng vậy, rất là nhiều ứng dụng. Thì chúng ta đi tìm cái ứng dụng là Google Maps, là cái này, cái ứng dụng rất quen thuộc của Google anh chị ha. Giờ anh chị vào đây. Rồi. Vào đây thì anh chị chỉ cần gõ tên công ty của tôi thôi ạ. Do là tôi đã gõ rồi, tôi đã tìm kiếm rồi nên là CVT Lê Minh Phước nó hiển thị ở đầu. Thì bây giờ anh chị là người mới lần đầu tiên thì anh chị phải gõ là CVT LAND anh chị ha, chị Len nhá. Rồi tìm kiếm ạ. Rồi. CVT Len, xin lỗi. Tôi gõ như vậy thì nó ra cái địa chỉ ở văn phòng quốc lộ 14, cái đấy chỉ là chi nhánh thôi. Tôi đang gõ là CVT Len là trụ sở chính anh chị ha, CVT Len Bình Phước. Chờ chút. Anh chị chờ chút ha. CVT Len Bình Phước ạ. CVT Len được rồi, không cần phải chữ Bình Phước anh chị ha. Đó, mình tìm kiếm ạ. Rồi, đây, đây là địa chỉ công ty tôi ạ. Đó, đây là chỉ công ty tôi anh chị ha. Tại vì công ty tôi nó rất là nhiều văn phòng, nhiều văn phòng ở các khu vực. Bữa tôi đánh thì nó ra văn phòng ở quốc lộ 14 thuộc vừa xã Tân Thành. Còn đây tôi đánh lại, tôi hướng dẫn lại anh chị ha. Rồi, trước tiên là vào Google Maps, tôi ra màn hình chính nhé, tôi quay lại một lần nữa. Rồi, đây đây là màn hình chính của điện thoại tôi cũng như điện thoại của anh chị nhé. Anh chị vào Google Maps, gõ thường thôi anh chị ha. CVT Len này, LAND này. Rồi tìm kiếm. Rồi đây đây công ty chúng tôi, anh chị zoom lại, zoom to ra. Chỉ cần nhấn một ngón tay vào công ty chúng tôi thôi, nó sẽ hiển thị ra CVT Len Bình Phước này, số 18, đường DH507, ấp 3, xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Anh chị ấn vào thôi. Ấn vào thì nó rất là nhiều thông tin của công ty chúng tôi, đó là địa chỉ này, rồi giờ mở cửa này, hôm nay chúng tôi là chủ nhật là chúng tôi nghỉ này. Rồi số điện thoại là 0918645130 này, website cvtlen.com anh chị ha. Và cái mục vấn đề chính hôm nay tôi muốn giới thiệu anh chị đó là một dòng sản phẩm dưới này, một loạt sản phẩm dưới này chúng tôi tích hợp trên Google Maps luôn anh chị ha. Thì trước đây anh chị phải vào YouTube tìm kiếm những cái video để tìm kiếm những sản phẩm. Thì YouTube là một cái nền tảng video, một nền tảng về video thôi. Để còn về hình ảnh thì anh chị có thể vào Google tìm kiếm về website cvtlen.com hoặc về Facebook, về Zalo. Thì nay chúng tôi tích hợp sản phẩm trên Google Maps luôn. Anh chị vào Google Maps thì vừa thấy hình ảnh, vừa thấy số điện thoại, vừa thấy địa chỉ công ty chúng tôi.